Thank you. Kính thưa quý vị, kính thưa quý bà, nhân danh những chủ nhiệm kỷ nguyên mới và một thành viên của câu lạc bộ văn học nghệ thuật và sáng lập viên của trung tâm văn hóa thủ đô Hà Nội, chúng tôi xin hân hạnh được kính chào quý vị, quý bà đã bỏ thời gian quý báu để đến tham dự sinh hoạt nghệ thuật ngày hôm nay của chúng tôi. Để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị và quý bà MC Đào Hiếu Thảo của Đài Á Châu Tự Do sẽ ra đây kính chào quý vị. Kính thưa quý vị quan khách, chúng tôi cũng ghi nhận có sự hiện diện của quý vị đại diện các hội đoàn quốc gia trong vùng thủ đô và tỉnh đón dùng phụ cận, cũng như là quý vị đại diện các cơ quan truyền thông báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình và các tạp chí cũng như là tuần báo về vùng thủ đô và tỉnh đón đến tham dự và ghi nhận sinh hoạt và học nghệ thuật hôm nay. Sau lời của anh Nguyễn Đức Nam, chúng tôi cũng xin phép được nhân danh người hướng dẫn chương trình cho ban tổ chức sắp đặt, một lần nữa cũng xin cảm ơn quý vị đến tham dự thật đông đủ buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật hôm nay, đánh dấu 60 năm văn học của nhà văn, nhà thơ Hà Vĩnh Trung. Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể hội trường cùng đứng lên để làm lễ khai mạc buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật 60 năm văn học Hà Vĩnh Trung. Washington DC, Virginia, Maryland thì chúng ta đều biết, nhưng cô Hồng Vân là một người sứ môn nổi tiếng thường xuất hiện trên màn ảnh truyền hình Việt ngữ mà chúng ta có thể theo dõi mỗi tối. Xin mời chị Hồng Thủy và cô Hồng Vân. Trong cuộc sống bình thường của vợ chồng, nếu chúng ta sống với nhau được 50 năm, 60 năm thì quả là một điều đã rất là hiếm quý. Nhưng cuộc hôn nhân của văn thi sĩ với văn chương chữ nghĩa, với nàng thơ nàng văn mà kéo dài được 60 năm thì cái đó quả là một điều hiếm quý vô cùng. Là bởi vì nàng thơ nàng văn thì rất là bạc bẽo chứ không có như những người vợ hiền. Những người vợ hiền thì khi các đức ông chồng mà già yếu không còn có đủ khả năng để làm bổn phận của người chồng, người cha trong gia đình nữa thì cũng vẫn được cưng chiều và cuộc hôn nhân vẫn kéo dài trong hạnh phúc. Nhưng đối với nàng thơ nàng văn thì nhà thơ nhà văn mà không sáng tác được nữa, không còn khả năng để sáng tác thì cái cuộc kết hợp đó phải chấm dứt, và chúng ta không thể kể những năm tháng không sáng tác là những năm tháng với văn chương chữ nghĩa để mà tổ chức những cái buổi 3-40 năm, 5-60 năm. Do đó nhà thơ nhà văn Hà Vĩnh Trung của chúng ta tóc bạc, tuổi đã cao, nhưng tâm hồn vẫn dồi dào, ướt át để cụ có thể vẫn tiếp tục sáng tác và vẫn là người tình tuyệt vời của nàng thơ nàng văn. Do đó chúng ta mới được mời đến hiện nay để dự buổi 60 năm văn thơ của Hà Vĩnh Trung. Chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để mừng ngày 60 năm của nhà văn nhà thơ Hà Vĩnh Trung.
theo đây tôi cũng xin phép được giới thiệu người làm MC chung với chúng tôi ngày hôm nay là Hồng Vân. Hồng Vân là một MC nổi tiếng, đẹp, duyên dáng và có giọng nói rất hay từ California sang. Cô đã làm sứ ngôn viên cho đài KXLA và đài truyền hình ở bên California. Đồng thời cô cũng giữ một đọc truyện cho đài VOA từ nhiều năm qua và cô vẫn đang còn giữ, tiếp tục giữ mục đó. Xin mời Hồng Vân ra trình diện quý vị. Hồng Vân xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, thật là một rất hạnh lớn cho Hồng Vân được góp mặt trong ngày hôm nay, một ngày rất là đặc biệt, đánh dấu 60 năm văn học của nhà thơ kiêm nhà văn Hà Bình Chu. Và cái thú vị thứ hai, không biết đây là một sự ngẫu nhiên rất là dễ thương, là nhà văn Hà Bình Chu đã mời hai chị em có cùng lót một tiếng đệ tên đệ là chị Hồng Thủy và Hồng Vân. Quý vị thấy hai chị em chúng tôi giống nhau không ạ? Và cái thú vị thứ ba là Hồng Vân được trở lại Hoa Thịnh Đốn, một mùa xuân rất là đẹp, đúng mùa hoa anh đào nở rộ. Và chắc chắn ngày hôm nay là một ngày cũng là rất là đánh dấu kỷ niệm thật là đẹp. Và cảm ơn quý vị đã bỏ một buổi chiều chủ nhật với tất cả những sự bận rộn của gia đình, công việc để đến đây cùng chúng tôi chung vui cùng với nhà văn và nhà thơ Hà Bình Chung cũng như là gia đình của ông. Và lát đây quý vị sẽ thưởng thức một chương trình rất là đặc biệt. Như là anh Đào Hùng Thảo đã nói là gồm có hai phần. Phần thứ nhất là chủ đề, là chúng ta sẽ được nghe những ca nghệ sĩ hát những bài phổ tự thơ của nhà thơ Hà Bình Chung. Và sau cái intermission, sau phần giải lao thì quý vị có thể trò chuyện và mang về những cái tác phẩm của nhà văn nhà thơ Hà Bình Chung. Thì cái phần hai là chúng ta sẽ được thưởng thức giọng ca của anh Vũ Khanh, là một giọng ca thích hợp nhất cho chương trình nhạc thính phòng với những bài mà quý vị thường yêu thích. Và bây giờ thì Hồng Vân xin nhường lời lại cho nhà văn Hồng Thủy để bắt đầu chương trình. Kính thưa quý vị, để mở đầu chúng tôi xin mời nhà báo Phạm Trần nói, có vài lời nói về tác giả. Nhà báo Phạm Trần là một gương mặt quen thuộc của vùng thủ đô Hoa Kỳ. Ông đã bước chân vào làm báo từ 1960 và trong những năm tháng ở Sài Gòn thì ông đã cộng tác với rất nhiều tờ báo nổi tiếng và đã có những bài bình luận rất sắc bén. Ông vẫn tiếp tục viết những bài bình luận cho các báo ở vùng thủ đô và khắp các tiểu bang trên nước Mỹ, và cũng hai website rất nổi tiếng Cánh Én và Công Luận. Kính thưa quý vị, nhà báo Phạm Trần. Tôi quý quá nên quên mất là nhà báo Phạm Trần vẫn giữ mục tin tức cho đài VOA về phòng tin tức từ 1968 cho đến bây giờ, ông vẫn tiếp tục làm cho đài VOA. Nhà văn Hà Bình Chung, tôi kính thưa với quý vị, cụ Hà Bình Chung là ai? Thưa quý vị, cụ Hà Bình Chung sinh năm 1922 tại Cao Bằng. Đối với các em nhỏ thì tôi muốn nói chuyện là Cao Bằng là một tỉnh của miền Bắc, ở phía Bắc của gần phía Trung Hoa, thì các em cũng rõ tỉnh Cao Bằng là một trong những tỉnh cao nguyên Bắc phần. Ngoài một hiệu Hà Bình Chung thì ông Hà Bình Chung còn hai cái hiệu nữa là Khoa Nguyên và Hà Bình. Tôi có thể chia cái giai đoạn về văn chương của nhà văn Hà Bình Chung ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất ở miền Bắc trước năm 1954, sau đó tại miền Nam từ 1955 cho 1975, và sau cùng là hiện giờ đây là thời kỳ thứ ba tại Hoa Kỳ cho đến ngày hôm nay. Thưa quý vị, nói về nhà văn Hà Bình Chung thì cái tác phẩm mà được nhiều người nhớ tới nhất và cũng là tác phẩm khi người ta nói đến ông Hà Bình Chung người ta không thể nào quên, đó là tác phẩm Răn Đen Ai Ngược Cho Mình, xuất bản năm 1952, trước khi 2 năm đất nước chúng ta bị chuyển đổi. Cái tác phẩm Răn Đen Ai Ngược Cho Mình nó ý nghĩa như thế nào?
Thì sau đây, về sau này, quý vị sẽ được nghe nhà văn Uyên Thảo sẽ nói về lĩnh vực văn của ông và về thơ của nhà văn và nhà thơ Hà Bình Trung như thế nào. Quý vị cũng sẽ được nghe lời nhận xét của nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình. Phần của tôi chỉ nói về những sáng tác của ông và tất cả những cái việc làm của ông trong lĩnh vực văn chương. Khi ông xuất bản tác phẩm Răng Đen Anh cho mình, năm đó ông 30 tuổi. Cũng trong năm này thì tập thơ dịch Anh Việt đối chiếu có tên là Hoa Thơm được ra mắt tại Hà Nội. Mãi tới 15 năm sau, thưa quý vị, cái tập thơ dịch đối chiếu Anh Việt có tên là Anh Hoa mới được ra đời tại Sài Gòn năm 1967. Sở dĩ xuất bản năm 1967 là bởi vì vào năm 1965 ông có nộp cái bản văn chưa được xuất bản để mà dự thi cái giải thưởng văn học của miền Nam và lúc đó. Lúc đó chúng ta có một cái quy luật là chỉ có nhận những cái tác phẩm chưa xuất bản mà thôi. Và tác phẩm của ông đã được giải thưởng về văn học bộ môn dịch thuật do Phủ Quốc vụ Khanh Văn hóa tổ chức năm 1965. Thì quý vị cũng nhớ lúc đó lúc mai tôi truyền làm cái công việc này. Chúng tôi xin mở một cái dấu học nhỏ đây để nói thêm với quý vị là trước đây ở miền Nam và ngay ở trong nước bây giờ chúng ta không có các giải thưởng về các cái văn học cũng như là báo chí do các cái tổ chức phi chính phủ tổ chức, và tất cả đều là do nhà nước tổ chức cả dưới thời Việt Nam Cộng Hòa cũng như bây giờ. Nó có ưu điểm và cũng có khuyết điểm. Những ưu điểm ở chỗ là chỉ có những cái cơ quan đó, chỉ có những cái tổ chức của chính phủ mới có đủ khả năng về tài chính để mà làm công việc đó, chẳng hạn như thuê người đọc và trao giải thưởng về tài chính. Nhưng mà có một cái khuyết điểm là chính vì nhà nước đứng sau tổ chức cho nên có rất nhiều nhà văn và nhà báo cũng như nhà thơ rất ngại nạp các cái tác phẩm của mình để dự thi, nên người ta không muốn dính dáng tới nhà nước. Tại vì người ta, quý vị đó cũng nghĩ rằng là về vấn đề văn nghệ và văn hóa thì đứng xa nhà nước chừng nào thì tốt chừng ấy. Và sau khi mà nhà văn và nhà thơ, nhà văn Hà Bình Trung đi bằng miền Nam thì chúng ta phải đợi cho tới 20 năm sau, sau cái tác phẩm Răng Đen Anh Hùng cho mình thì chúng ta mới được đọc tác phẩm của ông Những Ngàn Đường, đó là một cuốn chuyên dài xuất bản tại Sài Gòn năm 1972, cũng chỉ có 3 năm trước khi chúng ta bỏ rớt ra đi ở miền Nam bị quân cộng sản bắt đầu trên đầu. Cái thời kỳ mà sáng tác sung mãn nhất của tác giả là khi ông đã tới Hoa Kỳ. Trong vòng 18 năm, nếu tính từ năm 1987 đến năm 2005, ông đã cho in 19 tác phẩm truyện dài, truyện ngắn, thơ và một tập kịch. Ngoài thơ dịch Hoa Thơm, ông còn xuất bản hai tập thơ dịch Hán Việt Thơ Lý Bạch, xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2005. Ông còn xuất bản thơ bằng Anh ngữ Mars and Venus, chúng tôi xin tạm dịch là Thần Hỏa và Thể Nữ, năm 2001 tại Hoa Kỳ. Nhà văn Hà Bình Trung khi năm nay 85 tuổi, thưa quý vị, nhưng sức sáng tác của ông hết sức chúng tôi phải dùng chữ mãnh liệt là bởi vì ông sáng tác hàng ngàn, lúc nào trong người ông cũng có một cây bút và có một tập giấy. Khi ông nghĩ ra một câu thơ hay hay một câu văn hay là ông ngừng làm việc hay là ngừng xe lại để ông ghi ngay vào chỗ không có quên. Đó là một cái đặc tính mà cách đây khoảng chừng 8 năm trong một cuộc phỏng vấn của tôi, trong đó tôi đã viết một bài dài khá dài về 5 năm gần gũi của văn hóa miền Trung và ông đã tiết lộ cho tôi điều đó. Đó là một cái sự làm việc hết sức kiên trì và
có thể nói là kiên nhẫn của một người lớn tuổi như nhà văn Hà Tiến Trung. Chính vì vậy mà cho đến bây giờ ông còn 8 tác phẩm nữa, thưa quý vị, đã viết xong, gồm chuyện dài, tạp văn thơ, bút ký văn nghệ và 2 tập thơ, một tập thơ bằng tiếng Pháp, một tập thơ bằng Anh ngữ và một tập nhạc thơ giao cảm. Ông đã viết xong và trong ít năm nữa đây, có lẽ là trong thời gian rất ngắn, chúng ta lại được bằng các tác phẩm quý giá của ông. Thưa quý vị, có một cái điều là thành tích sáng tác của ông Hà Tiến Trung thật sự đã làm phong phú cho cái kho tàng văn học nghệ thuật của người Việt ở nước ngoài, ra đi từ năm 1975 cho đến nay. Tôi tin rằng là sau này nếu mà lịch sử có ghi lại những cái chặng đường thăng trầm của chúng ta đi ra nước ngoài lập nghiệp, tất cả mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực báo chí và văn nghệ, thì nhà văn Hà Tiến Trung chắc chắn sẽ có mặt trong cái giai đoạn đó. Là bởi vì sự đóng góp của ông quá lớn, rất nhiều công lao. Trong số các nhà văn, các nhà thơ lớn tuổi ra nước ngoài, tôi thật sự chỉ thấy ông Hà Tiến Trung là một người sáng tác không ngơi nghỉ, và lúc nào cũng có một cái tinh thần hết sức là thanh niên. Thưa quý vị, nếu quý vị nhìn thấy mái tóc của ông, quý vị thấy là một ông già như thế, một thân hình nhỏ nhắn như thế, tại sao có một sức cảm nhận đặc biệt như thế? Thưa quý vị, vì ông sống cho cái tinh thần của ông, ông làm việc bằng đầu óc không ngơi nghỉ. Thưa quý vị, ông có kể chuyện với tôi rằng đôi khi nửa đêm 2 giờ sáng ông giật mình mơ thấy một cái mẩu chuyện. Ông vội vã ngồi lên viết ngay lập tức, không có nề hà gì cả, không có cần phải ngủ lại, ông viết một mạch, có thể viết cho đến chiều tối, kể cả những bài thơ như thế. Đó là một cái việc làm mà tôi thấy rất hiếm hoi. Thời gian trước năm 1975 ở Sài Gòn, tôi có được vinh dự làm quen với rất nhiều các nhà văn lớn tuổi, trong đó có như cụ Phùng Tất Đắc, rồi chẳng hạn như cụ Tám X, hay là nhà văn Vũ Bằng, vân 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 vân, những người lớn tuổi như thế. Tôi đã học được quý vị đó rất nhiều, nhưng mà quý vị đó vẫn mang cái phong cách của người viết văn Hà Nội. Quý vị đó không có làm việc vất vả quá sức như ông Hà Tiến Trung. Quý vị đó viết vừa chơi. Có nhiều khi viết ở tiệm cà phê, trong một bữa ăn, đang ăn thế này với gia đình, bỏ lên trên gác ngồi viết một mạch đến tôi. Nhưng mà ông Hà Tiến Trung viết bất cứ lúc nào. Đang trong giấc ngủ, ông mơ thấy một câu thơ, ông ngồi ra, mở mắt, viết ngay lập tức và làm xong ngay một bài thơ. Có thể một nửa cuốn chuyện ông có thể viết 2-3 ngày rồi ông ngưng, nhưng mà ông vẫn nghĩ như thế. Lúc nào trong đầu nhà văn Hà Tiến Trung cũng có những mẩu chuyện nhỏ, cũng có những tác phẩm luôn luôn ở trong đầu óc. Đó là một sự là việc yêu quý của nhà văn lớn tuổi. Và văn của ông như thế nào thì quý vị sẽ được nghe nhà văn Quyên Thao, là một nhà phê bình văn học của miền Nam trước đây, sẽ nói về vấn đề đó. Thưa quý vị, tại sao nhà văn Hà Tiến Trung thành công như thế? Một trong những lý do và một cái chìa khóa mà tôi biết được, đó là nhờ vào sự thông cảm và hiểu biết của cụ bà Hà Tiến Trung, người đã quá cố 3 năm trước đây. Cũng trong cái cuộc nói chuyện với tôi cách đây 6-7 năm, khi tôi viết 50 năm cho ông, thì tôi có hỏi của bà Hà Tiến Trung, thưa chị, trong tác phẩm của ông có rất nhiều chuyện tình, trong thơ của ông rất là lãng mạn. Người ta đọc, người ta thấy rằng là tác giả
ta tình quá. Tại sao tác giả lại có thể tưởng tượng được những cái mối tình rất trẻ, yêu nhau thắm thiết. Khi chị đọc như thế, xin lỗi chị có ghen không? Thế bà Hà Đình Trung nói với tôi như thế này. Thật sự ra thì người đàn bà nào cũng có máu ghen hết, nhưng mà phải ghen cho nó đúng chỗ. Tôi thỉnh thoảng cũng đọc tác phẩm của ông ấy, tôi thấy cũng được lắm chỗ, yêu đương ra diết lắm. Thế nhưng mà tôi không bao giờ ghen bóng ghen gió cả, là bởi vì mình đã là vợ chồng với nhau thì phải tin nhau, thì phải trọng nhau, thì phải quý nhau. Nếu không thì mình sẽ giết chết cái tài năng của cái người nghệ sĩ đó. Nói đến đây tôi nhớ đến cụ bà Đoàn Chuẩn mới đây trong một chương trình video phỏng vấn của trung tâm Asia. Bà Đoàn Chuẩn có nói rằng ông ấy đào hoa lắm, ông ấy sức là lãng mạn. Tôi biết chứ, nhiều cô yêu ông lắm, ông yêu nhiều cô lắm. Nhưng mà tôi không có làm gì cả. Chồng mình biết tính chồng mình, ông biết tính tôi. Và chính nhờ vậy thì ông mới có những cái sáng tác để đời, những cái sáng tác nhạc bất ổn. Thưa quý vị, nói đến đây tôi cũng xin mạn phép để cảnh giác những bà vợ có chồng viết văn làm thơ chứ không phải là báo, tôi cũng xin chán cái chuyện đó, để cho các ông tự do một chút. Thì dù như ra đường có nhìn một người phụ nữ sắc đẹp thì cái nhân vật đó, tôi thật sự tôi nói với quý vị trước sau gì là cũng vào một cái tác phẩm nào đó chứ không đâu. Thơ cũng thế. Thế còn các ông chồng mà có các bà vợ mà làm thơ viết văn thì các ông cũng phải tà tà một chút, cũng chưa từng có nổi nóng lên và đôi khi lại cũng ghen bóng ghen gió thì hẳn cả. Mà đối với các nhà văn nhà thơ nào còn độc thân đó, tôi xin ủng hộ hết mình là các anh các chị cứ thương yêu thả giải. Sở dĩ tôi thưa với quý vị, tôi nói dài dòng như vậy. Và tại sao nhà văn Hà Đình Trung lại có tới hàng chục tác phẩm như thế? Ông viết không ngơi nghỉ. Trong các tác phẩm của nhà văn Hà Đình Trung, tôi đọc khá nhiều. Có một cái điểm đặc biệt, thưa quý vị, tôi không muốn dám xiên vào xâm lấn vào cái lĩnh vực về văn của nhà văn Nguyễn Thao sắp nói. Nhưng mà có một cái điểm là ông cho rằng người ta sắp sửa hôn nhau là ông ấy ngưng ngay. Ông cứ cho người ta đến miệng giếng, thế là ông ấy ngưng. Thế thế, nhưng mà thưa quý vị, chính viết như thế tôi hấp dẫn mình. Nó trong sáng, nó trong sạch. Và cái tình yêu đó để cho mỗi một người đọc suy nghĩ. Có nhiều khi căm tức lắm, chẳng hạn như quý vị coi cải lương hay coi kịch, người ta không có mở cái nút ở đoạn đoạn kết, người ta mở, người ta để đó, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Thưa quý vị, đó là cái tài của người viết văn. Một cái điều nữa mà tôi ghi nhận ở tác giả Hà Đình Trung là cái nhân cách của ông. Ông xuất thân từ một gia đình có một nền giáo dục đạt. Họ hai bên đều có những người làm quan và có những người học thức. Thế cho nên trong tác phẩm của ông viết hết sức đúng đắn, luân lý, xã hội, tình cảm, chỗ nào tác phẩm nào ông để lại một bài học quý giá cho người ta ở mọi lớp tuổi của quý vị. Ông không có, xin lỗi, không có sàng sổ, không có dùng những ngôn ngữ mà kích thích người đọc,
về những vấn đề chuyện tình, về vấn đề phòng khen, vân 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 vân. Đấy là cái nhân của ông. Với cái tên tuổi của ông, với dòng họ của ông không thể nào biết. Nó lãng mạn quá sức để đến mức mà người đọc có thể hiểu lầm ông. Đấy là cái nhân vật của ông. Nhưng mà thưa quý vị, trong lĩnh vực quân sự thì cũng vì cái nhân cách của ông nó hạ ông quá sức. Ông bị gọi nhập ngũ năm 1953 vào sĩ quan trường thủ Đức. Trường thủ Đức không có chỗ cho cái lớp đó, phải gửi tất cả các người bị động viên lên trên Đà Lạt học ở tại trường Liên Quân, Võ Binh Liên Quân. Cũng chính vì tư cách đó, không bao giờ trong cuộc đời tín nhiệm của ông xin xỏ dưới thời đại nhất Cộng Hòa, ông phải đeo lon trung úy 12 năm thưa quý vị. Trong khi các bạn bè ông lên tất cả hết, nhìn lại ông đàn anh Hà Bình Trung vẫn đi đàn đằng sau. Ông không ta thán thưa quý vị. Ông coi cái chuyện đi nhiệm của ông là chuyện chẳng tức đặng đần. Nhưng mà thưa quý vị, vì nhân cách của ông, vì nhân cách của gia đình không cho phép ông trách chọc. Ông quen lớn nhiều lắm. Đã có một thời gian ông làm sĩ quan báo chí phụ tá cho quốc trưởng Phan Đắc Sĩ của quý vị. Một người khác ở cái địa vị đó có thể được danh cao chức vọng, nhưng mà ông không bao giờ xin xỏ điều gì. Cho đến thời đại nghị Cộng Hòa, dưới thời Tổng thống Thiệu, ông là một trong những sĩ quan báo chí tại Phủ Tổng thống. Mà hồi đó chúng tôi có dịp qua lại thường xuyên về lĩnh vực báo chí, thì lúc nào cũng thấy cái ông già bạc tóc này không có bao giờ đeo lon cả. Lúc đó là đại tá Lâm làm giám đốc. Đôi khi tôi cũng ngạc nhiên lắm, tôi bảo tại sao ở trong Phủ Tổng thống mà lại có cái ông già toàn bạc tóc mà ngồi im lặng quá, ít con mắt quá, mặc chẳng thấy đeo lon gì cả. Nhưng mà thưa quý vị, là bởi vì ông Hà Bình Trung không sống cho người ngoài. Ông Hà Bình Trung sống cho mình, sống cho cái nhân cách của mình. Trong đầu ông lúc nào cũng có những mọi chuyện. Nhưng hồi nãy tôi thưa quý vị, vì vậy cho nên dưới thời của Nguyễn Khánh cắm trại, ông phải vào bộ tổng tham mưu để mà trực. Trong thời gian đó thưa quý vị, trong thời gian mà quân đội bị cắm trại thì có làm cái gì, chẳng làm gì cả. Đêm ngày ông mang theo tập bút, cái bút và tập giấy để nhớ ra những câu văn, nhớ ra, ghi lại những vần thơ của ông. Và chính vì vậy, ngày hôm nay chúng ta mới được dịp đọc các tác phẩm của nhà văn và nhà thơ Hà Bình Trung. Tôi xin cảm ơn. Chúng tôi xin cảm ơn cái giả Phạm Trần rất nhiều. Qua cái phần mà nghiên cứu của cái giả Phạm Trần thì quý vị cũng đã nhận thấy được cái bề dày của công trình, quá trình làm việc của nhà văn Hà Bình Trung như thế nào. Và lúc nãy giờ thì quý vị đã nghe nói đến nhà văn, nhà thơ Hà Bình Trung. Bây giờ thì chúng tôi xin trân trọng kính mời người, con người của nhà văn, nhà thơ Hà Bình Trung lên đây. Xin mời nhà văn Hà Bình Trung và cũng xin mời một ái nữ của nhà văn là chị Ngọc Diệu lên đây sẽ có vài lời cùng với tất cả quý vị quan khách ngày hôm nay. Kính chào toàn thể quý vị, kính thưa quý Văn Thế Hiếu và quý Thân Hiếu, kính thưa các bạn trẻ hôm nay có mặt ở đây. Tôi cầm bút từ năm 1940, nhưng trong 5 năm đầu, từ 1940 đến 1945, thì cái cách viết văn và những cái bài văn của tôi nó không đạt tiêu chuẩn. Và tôi đã được gặp, may mắn gặp nhà thơ Thế Nữ
lúc đó là đệ nhất thi sĩ của miền Bắc, và ông đã phê bình thơ của tôi là sáu ngữ không, nếu mà em muốn tiến thì em phải đọc lại, bài nào mà em thích thì em giữ lại, bài nào em thấy không có ý thì sửa lại, hoặc nếu không thì xé bỏ đi, đừng có tiếp. Vì thế tất cả những thơ mà tôi đã viết từ năm 1945, mới có mười mấy tuổi, cho đến 45 thì tôi đọc lại, tôi chỉ còn giữ được sáu bản, còn mấy chục bản kia tôi hủy bỏ hết. Rồi tôi chuyển sang viết văn 1947, bắt đầu viết văn, và đến 1952 thì mới có phương tiện để in ra, tức là quyển đầu tiên của tiểu thuyết của tôi là Trăng Đen Ai Nhuộm Cho Mình. Lúc đó là cái thời gian chuyển tiếp giữa những người các cụ cổ xưa mà nhuộm răng đen chuyển sang răng trắng. Sở dĩ nhuộm răng đen thì xưa của mình tôi vinh vực là vì nhờ cái răng đen đó mà chúng ta đã giữ được đất nước khỏi phải đồng hóa với người Trung Hoa. Tuy rằng vẫn biết là răng đen bây giờ là lạc hậu, về thơ thì tôi cũng bắt đầu làm lại. Tuy nhiên lúc đó thì năm 1953 tôi động viên vào quân đội, thì cái kỷ luật của quân đội không có được viết văn nếu không được phép của Bộ Quốc phòng. Thứ nhất là thế, và thứ hai là vì những các công việc trong Bộ Tổng Tham mưu mà tôi làm thì không có thì giờ nhiều để mà viết. Thỉnh thoảng chỉ có một vài bài thơ viết cho báo của quân đội, hoặc là viết cho cái tờ của Bộ Quốc phòng, tờ chỉ đạo Sài Gòn lúc đó. Cách đây mùng 6 tháng 5 2001, chúng tôi đã được gia đình tổ chức cho một buổi ra mắt sách văn thơ. Và cái mục là 50 năm văn thơ Hà Bình Trung. Và cho đến nay, nếu tôi tính từ năm 1947 tôi bắt đầu làm thơ đến nay thì là 60 năm mình làm văn học, tức là bắt đầu viết và in ra thành sách trong 60 năm. Tuy nhiên cũng như Phạm Trần vừa nói thì cái phần đầu của tôi từ 1947 cho đến lúc mình di tản qua Hoa Kỳ 1975, 75 là đấy, nhưng mà từ 75 đến năm 84 thì tôi cũng không có sản xuất được thơ nhiều, là bởi vì lúc đó là Việt Cộng đã chiếm Sài Gòn rồi, và lúc đó tôi bị kẹt lại 9 năm làm việc cũng như là cải tạo tương sản. Lúc đó thì tôi là giám đốc một công ty xuất nhập cảng những các sản phẩm tiểu công nghệ, cho nên là liền vào thành phần tư sản thương nghiệp, và thành ra cũng không có sản xuất gì được. Và cũng đúng như Phạm Chuẩn nói, cái giai đoạn sản xuất mạnh nhất của tôi là từ năm 1984 tôi mới qua đây cho đến bây giờ, thì nếu tính ra thì là có hơn 20 năm tôi đã sản xuất được, thời gian được tới
Thế ngày hôm nay là viết xong 30 tác phẩm. Tuy nhiên cũng chỉ mới in được 25 tác phẩm như hôm nay cho bày ở ngoài kia, và còn 8 tác phẩm nữa thì sẽ in trong năm 2007, 2008, 2009. Có thể trước khi mà chúng tôi hồi viết. Tuy nhiên những nhà văn nhà thơ thì không có tuổi hưu trí, lúc nào mà còn thi hứng, mà còn sức khỏe và còn được trở ban cho được sống thêm ngày nào thì mình vẫn phải viết cho đến phút cuối cùng. Tôi quan niệm như vậy, cho nên lúc nào tôi cũng viết, và có thể là từ năm 2007 này đến năm 2009 có thể lại vẫn cứ tiếp tục ra thêm được một vài tác phẩm nữa, khi lên đến 30, 32 bằng kinh cũng không biết. Cái đó cũng như là bất thiên cho mình cái sứ mệnh xuống trần gian này để mà phải biết, phải làm thơ để cho phục vụ những người yêu và làm nghệ thuật. Như vậy, tôi đã làm được như vậy, đúng như Phương Trần nói, là nhờ có nội nhân của tôi là Đặng Thị Hiếu đã qua phố cách đây hơn 3 năm. Đúng như vậy, thơ của tôi ngả về lãng mạn, bởi vì tôi cũng học ảnh hưởng của Pháp rất nhiều. Và trong văn học sử của Pháp thì tôi thích nhất là thi phái lãng mạn, romantism. Thành ra tôi hay làm thơ ngả về lãng mạn. Tuy nhiên tôi cũng có những bài thơ nói về tổ quốc, về quê hương, về những các phong cảnh xuân hạ thu đông, có đủ các đề tài. Mà đa số thì là đều là thơ tình lãng mạn, bởi vì tôi thấy rằng tình yêu là một con đường đi chung của nhân loại, không có ai mà không có tình yêu cả, dù các bậc cao mà các bậc tu hành trước khi mà đắc đạo thì cũng có phải có tình yêu. Tình yêu cha mẹ, rồi lớn lên 15, 16 tuổi cũng có những cô classmate hoặc là dating ít lâu rồi mới chán, rồi mới tu đạo. Cho nên là cái tình yêu không có ai là không có. Mà đọc thơ tình yêu thì người nào cũng thế êm dịu, không có cái gì mà mạnh bạo quá. Tôi rất là cảm ơn bà Bao Bạc của tôi, bởi vì bà nói là người làm thơ, người ta giàu tưởng tượng, ta có thể nghĩ ta làm thơ cho người bạn của người ta với cái hoàn cảnh của người ta, và làm thơ cho những cái người bị thất vọng về tình yêu, làm thơ cho những người được tình yêu. Vì thế nó có nhiều cái tâm trạng khác nhau, và nếu mà nhiều người đọc thơ của tôi nói là tôi nhiều đào hoa, nhiều tình ái quá, nhưng mà thực sự thì tôi là
có thể là đào hoa nhưng mà nó chừng mực, nó trung bình, cái hàng trung bình chứ không phải. Cái đó tôi xin nhắc là đúng. Trước khi giết lời thì tôi nhận thấy là hôm nay chúng tôi mời một số như các bạn Văn Thi Hữu, nhất là các bạn Văn Thi Hữu, và rồi đến những tất cả những các bạn ở đây đều là những cái người yêu văn học, nghệ thuật, đến đây mà quý vị đã đáp ứng lời mời của chúng tôi. Chúng tôi thật là cảm ơn và xin ngỏ lời cảm ơn lòng yêu ái của tất cả quý vị ngày hôm nay. Cảm ơn. Xin phép quý vị cho con gái trưởng lớn của tôi là Hà Thị Ngọc Diệp xin nói mấy lời bằng tiếng Anh để cảm ơn các bạn ngoài quốc. Học sinh xin cảm ơn quý vị và xin nói một ít lời tiếng Anh cho những người khách người Mỹ. Ladies and gentlemen, I would like to say a few words on behalf of my father and our family for our American guests. My father has started writing since 1940 when he was still in high school. And to this day, he has now written 30 books, long stories, short stories, poems, poems of his own as well as translated from French, English, and Chinese. He has now, of those 30, have of those 30 are now in print, and he hopes to have the last 5 printed in the next year or two. My father wishes also to acknowledge the support of his wife, our beloved mother, who passed away 3 years ago. She is a great supporter and very patient since he was very romantic. He loved to write love poems and stories because he thinks that it's soothing and peaceful. And of course, he was very popular with the ladies. So she was a very big source of encouragement for him. We would like to thank all of you today for coming and spending the day with us to celebrate his 60 years as a writer. We are very proud of him, and unfortunately none of us will ever have the talent to follow his footsteps. Maybe in the next generation we hope to have somebody. Thank you very much, ladies and gentlemen. Một tràng pháo tay thật lớn cho nhà văn kiêm nhà thơ Hà Bình Trung. Quý vị đã thấy cả một đời của ông đã tận tụy cho chữ nghĩa, cho văn chương. Và kính thưa quý vị, có nhiều người cứ chạy đến hỏi nhà văn kiêm nhà thơ Hà Bình Trung là niên tuế ông năm nay bao nhiêu. Kính thưa quý vị, người chiến sĩ, người nghệ sĩ không có tuổi. Quý vị có đồng ý với Hồng Vân không ạ? Và để trả lời cho câu hỏi này thì nhà thơ Hà Bình Trung trả lời cho quý vị như thế này. Ai hỏi xuân xanh, ta chỉ cười. Người thơ chỉ có tuổi đôi mươi. Tim non sống trẻ và mơ trẻ, giữ mãi tình yêu đẹp suốt đời. Ai hỏi tình ta, ta chẳng nói. Một đời người chỉ để yêu nhau. Đời ta là cả tình em đó. Hẹn trước rồi, sao lại đến sau? Em hỏi, bao giờ anh trở lại? Riêng ta không muốn hẹn lâu ngày. Ngày mai, ngày mốt,
hay mùa tới, ta sẽ tìm em trở lại đây. Ai hỏi vì sao ta dại khờ, yêu chi người thật ở trong mơ. Ta cười vì nghĩ ta khờ thật, sao lại yêu người chẳng yêu thơ. Muốn biết xuân xanh, ta phải biết người thơ theo nhịp đập con tim. Người thơ nhiều lúc yêu cuồng nhiệt và chẳng khi nào nói tuổi tên. Quý vị có đồng ý là người thơ bao giờ cũng 20 tuổi đúng không ạ? Vì vậy mà sức yêu của thi sĩ Hà Bỉu Trưng vẫn còn mạnh lắm, đến ngày hôm nay vẫn còn làm thơ tình. Đó quý vị. Kính thưa quý vị, một trong những bài thơ có cái tựa đề rất là khó hiểu nhưng mà cũng rất là hay mà thi sĩ Hà Bỉu Trưng rất là yêu bài thơ đó. Đó là bài thơ 1000 năm cũ. Suốt chiều dài của lịch sử Việt Nam chỉ có hai lần thiên niên kỷ. Thiên kỷ thứ nhất bắt đầu từ năm thứ nhất cho đến năm 1000 Tây Lịch. Và thiên kỷ thứ hai bắt đầu từ năm 1001 đến năm 2000 Tây Lịch. Và thiên niên kỷ thứ ba bắt đầu từ năm 2001 đến năm 3000 Tây Lịch. Chỉ có những người sống trong thiên niên kỷ 2, tức là trong thế kỷ 20, qua được tới năm 2001, tức là thế kỷ 21 trở đi, bắt đầu vào thiên niên kỷ 3, là những người được sống liền hai thiên niên kỷ 2 và 3, kính thưa quý vị. Và cũng có nghĩa là chúng ta được làm chứng nhân cho hai thế kỷ 20 và 21. Do đó nếu quý vị nghe thi sĩ Hà Bỉu Trưng nói là tôi yêu 1000 năm thì quý vị đừng có ngạc nhiên, bởi vì ông đã được sống vào thế kỷ thứ 2 và thế kỷ thứ 3. Quý vị có đồng ý không ạ? 1000 năm cũ là thiên niên kỷ 2, 1000 năm mới là thiên niên kỷ 3. Và bây giờ Hồng Vân xin kính mời quý vị cùng thưởng thức bài thơ 1000 năm cũ qua phần diễn ngâm của chị Bạch Mai và tiếng sáo đẹp đàn của anh Thanh Hà và tiếng đàn tranh của giáo sư Kim Oanh. Một tràng pháo tay thật lớn cho Bạch Mai. Một ngàn năm cũ trăm năm kia.
thương về đôi môi. Em đi, ta là đường hai ngả, chồng bước nhìn nhau chẳng một lời. Có những người ta gặp chỉ một thoáng trong đời, mà yêu nhớ mãi năm tháng. Đôi mắt mơ mộng nụ cười, người đẹp một lần gặp gỡ, có phải tiền thân tình lơ dơ, tình em thoáng gặp trên đường về. Chỉ một nhìn thôi sẽ ly biệt, em ơi làm sao để cách biệt, nhớ mãi ngàn năm chẳng hẹn thề. Nhớ mãi ngàn năm chẳng hẹn thề. Nhớ mãi ngàn năm chẳng hẹn thề. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi xin phép để mời thi sĩ nhà văn Hà Bình Trung trở lại đây để cho ông Nguyễn Đức Nam là đại diện cho câu lạc bộ văn học và nghệ thuật vùng Hoa Thịnh Đốn và kiêm là chủ bút của Nguyễn Sang Kỷ Nguyên Mới sẽ có một tấm lắc để gửi lại cho nhà văn, nhà thơ Hà Bình Trung. Cảm ơn Hồng Vân nhiều lắm. Kính thưa quý vị, tôi xin phép quý vị vài phút để tặng cái bản thể hiện này đến văn thi sĩ Hà Bình Trung. Tôi biết là anh Hà Bình Trung không thích những cái vấn đề tặng như thế này, vì anh có nói với tôi là đừng có tặng, đừng có ghi danh, đừng có vinh danh, là người ta sẽ nói mình mặc áo thùng vái nhau. Nhưng mà cái này là đặc biệt, anh Trung không biết. Và tôi cũng xin phép quý vị, thưa quý vị là lý do tại sao tôi gọi anh Trung bằng anh. Thực sự anh Trung chơi với ông, với nhạc phù của tôi, đúng ra là gọi bằng bác. Nhưng mà vì làm văn nghệ đó, may quá mình được quyền gọi bằng anh, cho nó có vẻ thân mật. Dạ thưa anh, em thấy người ta càng tuổi hạ càng cao thì hoạt động càng ít. Và riêng anh không biết tại sao tuổi càng cao anh lại hoạt động càng nhiều. Anh hồi đầu tiên lại là chủ tịch của cái Văn Bút Biển Đông đến hai nhiệm kỳ. Sau đó anh ra sáng lập tờ Kỷ Nguyên Mới. Sau đó anh lập cái câu lạc bộ văn học nghệ thuật Biển Đông. Xong rồi lại làm trung tâm văn hóa. Xong rồi bây giờ anh chạy sang làm chủ tịch cao niên. Anh cứ lập xong anh bỏ đi, làm đàn em làm chết luôn. Không biết trong tương lai anh còn tính làm cái vụ gì nữa. Thì đại diện cho câu lạc bộ văn học nghệ thuật và Việt Sang Quỷ Nghĩa Mới, em xin tặng anh cái flag này. Thì đây không phải là một vinh danh, mà cũng không phải là mặc áo thùng vái nhau. Mình mặc con lê, mình không mặc áo thùng. Em xin đọc cái nguyên văn câu lạc bộ văn học nghệ thuật vùng Hoa Thịnh Đốn. Chân thành ghi nhớ sự đóng góp công sức của văn thi hữu Hà Bình Trung trong việc sáng lập câu lạc bộ văn học nghệ thuật vùng Hoa Thịnh Đốn. Và theo em biết đó, anh ngoài cái vấn đề câu lạc bộ văn học, anh còn hoạt động rất nhiều cho đồng bào, cho không chỉ ở vùng Hoa Thịnh Đốn mà khắp khắp nước. Thì em hy vọng cái bước các này anh sẽ treo trên tường để các con cháu sau này khi nhìn cái bác này nghĩ rằng ông của mình, cha của mình đã hy sinh cả một cuộc đời, nhất là những năm còn lại để hoạt động văn học nghệ thuật, nhất là hoạt động để giúp tất cả các người cao niên ở Hoa Thịnh Đốn. Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, thưa các bạn, cái plug này là cái logo là của câu lạc bộ văn học nghệ thuật. Và câu lạc bộ nghệ thuật vừa có cái tờ báo Kỷ Nguyên Mới, Nguyễn Sang Kỷ Nguyên Mới, là tiếng nói của văn học nghệ thuật. Còn
anh Nguyễn Đức Nam có nêu lên những vấn đề mà tôi làm nhiều hỏi đó, bởi vì nó tùy từng giai đoạn. Khi mà mình thấy cái hội đoàn nào mà làm việc chung cho xã hội và cho đồng bào đồng hương về đây thì tôi sốt sắng để tiếp tay và làm cho đến nơi đến chốn. Sở dĩ tôi lập ra cái câu lạc bộ văn học nghệ thuật này là vì nó gồm cả văn học và nghệ thuật, tức là cả những các nhạc sĩ và cả các nhạc sĩ, các ca sĩ và tất cả các giới như văn nghệ, họa sĩ và nhạc sĩ mời vào cái câu lạc bộ này để hoạt động chung với nhau, nâng cái nền văn hóa của Việt Nam hải ngoại mình mỗi ngày một tiến hơn. Quý vị cũng biết là nếu mà so sánh giữa hai cái văn hóa văn học của Việt Nam trong nước và ngoài nước thì mình có phần mạnh hơn, bởi vì trong nước thì không được tự do lắm, nên là bao giờ cũng phải là theo cái đường lối của Đảng và Cha, chứ không có được tự do sản xuất hay là được tự do viết. Tuy nhiên mình ở đây thì được hoàn toàn tự do, muốn viết gì thì viết, muốn viết loại gì thì viết, thành ra mình có thể tiến hơn mọi nơi, được là vì cái tự do đó. Quý vị cứ để ý thì biết ngay là nguyên vùng Hồ Chí Minh này mình kiếm ra cũng biết bao nhiêu là văn thi sĩ và những các nghệ sĩ nữa. Thành ra là chúng tôi hết sức tiếp tay tất cả những cuộc một đoàn nào mà đứng vào cái mặt trận văn hóa, văn học của mình. Bởi vì cái đó là mình có cái khiếu về những cái lãnh vực đó thì mình sẽ giúp và đứng về cái mặt đó. Tôi xin cảm ơn Nguyễn Đức Nam và cảm ơn tất cả các anh em trong câu lạc bộ cho tôi cái club kỷ niệm hôm nay. Xin cảm ơn. Em đây có một người cháu ruột của anh, tức là người bà anh Bằng Cọc, từ trên xe tôi về, chú của mẹ, như là anh Tước. Vâng, anh Đinh Tước có đây mà. Xin anh Tước lên đây để chúng tôi cảm ơn anh, vì anh đã đường xa xa xôi từ xe tôi, anh lái xe anh đi bộ anh. Xin quý vị một tràng pháo tay cho người rất là xin giới thiệu với quý vị, đây là người cháu của tôi, người cậu ruột, chị lớn của tôi hơn tôi 14 tuổi, cho nên là những các cháu lớn cũng gần bằng cậu. Đây là bác sĩ Tước, là con út của bà chị tôi. Chị tôi mất lâu rồi. Còn hai người anh nữa thì là tuổi ngoài 70 hết. Ngày hôm nay thì bác sĩ Tước qua đây giúp cái buổi sinh hoạt hôm nay, thì xin nhường lời cho bác sĩ Tước. Kính thưa quý vị trưởng thân, thưa quý văn thi sĩ cũng như tất cả các bạn hữu nhận nhận hôm nay, chúng tôi khi ông cậu mà ông nói là đầu chính mình trong gia đình chúng tôi là chú là em và bà già gọi là chú, cũng như là hiền nội của ông chú chúng tôi gọi là thím, cũng gọi là mợ mấy, là cái trong cái truyền thống gia đình từ nhỏ.
Thì ngày hôm nay khi ông chú kêu cái là ba nhà chúng tôi và hai anh thôi, còn ông anh ở dưới anh đã 76 tuổi, ông anh tiếp theo của tôi kia là không nữa, đều có hiện diện ngày hôm nay. Ba nhà chúng tôi đều sang để mừng cái ngày 60 năm văn thơ, sự nghiệp văn thơ của cậu. Thì tôi phải nói là sang đến đây thì tôi mừng quá là thấy ông chú vẫn là sung mãn, tuổi 85 tuổi mà vẫn sung mãn, tâm hồn vẫn tươi trẻ, cái trái tim vẫn còn rung động, còn ngẩn ngơ trước những cái hình ảnh đẹp, những cái thứ hay. Thấy điều đó là điều chúng tôi mừng lắm, bởi vì cách đây 3 năm khi bà thím chúng tôi mất, ông có sang Seattle hôm ấy mà có một cái buổi ra mắt thơ tôi, thì ra mắt thơ của ông, tôi cũng có đứng nói giới thiệu thì ông đọc toàn bài thơ, một series bài thơ thương nhớ hiền hậu. Và tôi cũng nghĩ là tôi cũng lúc bây giờ chúng tôi cũng hơi thấy cảm thấy buồn, thấy không rõ ràng, ông bơ vơ, người đàn ông mà mất vợ trước thì người đàn ông, người đàn bà mà mất chồng trước ấy, thì lại có những cái niềm vui với con cháu ít, tinh thần bị suy sụp. Nhưng người đàn ông hiển nhiên là ông bác của tôi, tức là ông bà ung của thi sĩ Hà Đình Trung đây, ông bác tôi cũng vào đây cái tuổi 86 tháng 7 đến khi bác gái mất một cái thì ông cũng chỉ biết lâu sau ông going down hill và ông lại đi theo. Thì chúng tôi lo lắm, ở cái này mà ông bơ vơ này thì ông đã buồn, ông cũng bài thơ này kia thì cũng nói trong chú là lai ngô nó đời cái tiếp tục chú vẫn còn phải vui sáng của ban bên san em mới thấy là ban thi sĩ hội các thứ con cháu phải làm. Thế ông rõ ràng là ông và từ nãy giờ ba những người MC, ba nhân các cái speaker đều nói về những cái tâm hồn tươi trẻ của ông, cũng như là như anh Nam ấy cũng gọi ông bằng như là anh em trong cả cái gia đình văn nghệ, điều đó tôi mừng lắm. Và vì vậy tôi có làm một bài thơ thất ngôn luật, không dám đối xử với bác thầy và cũng xin quý vị một ít phút thôi, chứ cũng không dám tra tấn quý vị như là ông mình lúc nãy đã nói. Thầy chỉ ít phút để tôi đọc cái bài thơ tám cho thất ngôn luật. Và thất ngôn luật thì là các bạn là cái nghề nghe của ông chú tôi đây, chúng tôi chỉ là con cháu để học được cái nghề này của ông thôi. Cái bài thơ của tôi sẽ nói về các quý vị cũng như đã nói rồi, ông ở cái này là nhà thơ mà ông viết về tình lũy hãy còn ý tứ, ý tứ cũng còn dồi dào, còn ngượt mà còn nóng, cũng còn thấm quất lắm. Văn phong của ông phải cũng viết về những cái chuyện mà chúng ta đọc, chuyện của ông nó có đặc điểm là thường thường nhé, đoạn kết đọc không có làm bất mãn của người thì nó có học, chúng ta thấy rằng là chắc giống sống những cõi mộng, cõi mơ, những câu chuyện mộng mơ, những thanh niên ấy, tức là cuối cùng là những đoàn tôi cái kết thúc vẫn rất đẹp. Thành ra cái bài thơ của tôi nhìn thấy là lúc này để tôi đọc để mừng chú cũng như là học quý vị. 60 năm nặng nợ văn thơ, cứ mãi say mê thật khó ngờ. Cả thơ cũng mở 60 năm rồi say mê. Thi tứ mượt mà tình với lưỡi, văn phong trau chuốt mộng cùng mơ, da mồi nhưng trí còn minh mẫn, tóc vàng nhưng lòng vẫn ngẩn ngơ. Mừng cậu, thầy tôi nói bây giờ mừng cô hôm nay còn sung mãn, không sầu lẻ bóng hết cơ vơi. Nhân thể tôi xin thêm mấy câu nữa. Trước hết là nói nhắn nhủ với quý vị này, tại sao tôi lớn tuổi mà tôi vẫn yêu đời, tại sao? Cái đó là cái bí quyết
bây giờ tăng của nó. Tức là mình không bao giờ bi quan mà buồn nản quá đâu. Cái đó thì mình thấy nếu mình muốn buồn nản ấy, thì nó tức là bị blood pressure lên và stress nữa. Thành ra là bây giờ mình phải vui, tức là vui là cũng phải cứ vui, lúc nào mình buồn thì mình cũng có buồn. Nhưng mà phần nhiều là phải vui, phải tìm một cái gì đấy để vui. Nếu mà thích đánh mặt trường, đánh mặt trường suốt ngày, nên là nó quên, không có cái gì đấy, còn phải đi du lịch. Không có bao giờ mà lo âu, nhưng mà đông vô đi, qua cái đi thì... Thế là bỏ cái đi, sống lâu nữa. Thế được, với các nhà văn trẻ, các nhà thơ trẻ, tôi cũng có một lời khuyên là các bạn cứ biết tự do, tại vì đây là mình ở trong một nước tự do tuyệt đối. Các bạn có cái gì cứ nói và cứ viết ra, và muốn biết kiểu nào thì biết. Cái kết quả là gì? Nếu mà các bạn viết theo lối Chu Tử Lê thì khó hiểu. Nếu có người, nhiều người mà cũng theo mà cũng làm thì cái điều đó ấy là đúng, thì cứ việc mà theo. Không có ai là sai mà không có ai muốn làm kiểu thơ nào cũng được, muốn là trường phái nào cũng được, trường phái cổ điển, tân cổ điển hay là biểu tượng hay là trường phái siêu thực. Các bạn cứ làm rồi dần dần thì sẽ là quý kinh nghiệm của đời, thì các bạn sẽ thành những nhà thơ, những nhà thơ lớn. Và từ từ những băng mà như vậy. Xin cảm ơn quý vị.
tiếp theo với lại bài Viễn Du của Phạm Duy để nhớ lại tháng tư đen. Một tràng pháo tay thật lớn để đón chào Dương Thường Thủy, Linh Phương.